Xin chào các bạn và đây là bản tin chuyển động bóng đá ngày đầu năm mới, ngày 1 tháng 1. Trước khi điểm qua những tin tức bóng đá nóng nhất ngày hôm nay, các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh YouTube về bóng đá để cập nhật tin tức bóng đá thường xuyên hơn. Còn bây giờ là những diễn biến chính có trong bản tin. Ronaldo muốn thi đấu thêm nhiều năm nữa và chưa hề đề cập tới định giải nghệ ở thời điểm này. Tuổi tác không phải là vấn đề đối với tôi, thứ quan trọng nhất là tư duy. Không cần thiết Ronaldo hiện tại có đủ giỏi hay không, bởi nếu bạn không thể biết điều gì sẽ tới vào ngày mai, tôi đang sống cho hiện tại, cho những khoảnh khắc này. Cristiano Ronaldo trả lời BBC Sport sau khi đoạt danh hiệu cầu thủ hay nhất thế kỷ từ năm 2001 tới 2012 do tạp chí Global Soccer trao tặng. Ở tuổi 35, Ronaldo vẫn đang là trụ cột của Juventus. Siêu sao người Bồ Đào Nha lập bàn thắng cú đúp và lưới của Basuna giúp Juventus giành ngôi đầu bảng Champions League. Ở Serie A, Ronaldo cũng lập cú đúp và lưới Genoa và Parma. Tuy nhiên, Juventus chỉ xếp thứ 6 ở giải quốc nội, kém ngôi đầu bảng của AC Milan tới 10 điểm. Mục tiêu mùa này của Ronaldo là chinh phục mọi danh hiệu đỉnh cao cùng Juventus, đặc biệt là Champions League, nơi cầu thủ người Bồ Đào Nha đã vô địch 5 lần, 4 lần cùng Real Madrid và 1 lần cùng với Manchester United. Ngoài ra, Ronaldo cũng muốn thi đấu ở World Cup 2022 khi anh đã 37 tuổi. Ronaldo cũng từ chối tiết lộ khi được hỏi về ý định giải nghệ. Khoảnh khắc hiện tại rất tốt đẹp, tôi thấy hạnh phúc và biết rằng đây là thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của mình. Tôi hy vọng có thể thi đấu thêm rất nhiều năm nữa, nhưng bạn không thể nói trước, Ronaldo nhấn mạnh. Thứ duy nhất khiến Ronaldo không vui vào lúc này là việc phải chơi bóng giữa những khán đài trống. Dịch Covid-19 khiến khán giả Italia chưa thể quay lại sân. Tôi không thích thi đấu ở sân bóng không có khán giả. Điều đó giống như tới rạp xiếc mà không thấy những chú hề vậy. Dịch bệnh khiến tất cả những phát điên. Tôi mong họ sớm mở cửa các sân bóng. Chúng tôi phải sống chung với nó, tập quen với cuộc sống bình thường nhưng phải tuân thủ các quy định. Dù vậy, chơi bóng mà không có khán giả, tôi không thích điều đó, cựu tiền đạo của Sporting Lisbon kết luận. Hôm 30 tháng 11 năm 2020, Cavani lập cú đúp giúp cho câu lạc bộ Manchester United lội ngược dòng trước Southampton thắng với tỷ số 3-2. Anh được một người bạn gửi lời chúc mừng trên mạng xã hội. Sự việc sau đó, Cavani đã chia sẻ lời chúc mừng của bạn trên Instagram kèm theo lời nhắn Gracias Negrito, thuật ngữ liên quan đến chủng tộc, mang ý nghĩa trực tiếp cảm ơn mọi đen. Sau khi tiến hành điều tra sự việc, Liên đoàn bóng đá Anh FA đã sớm ra đưa ra kết luận. Cụ thể, Edinson Cavani sẽ phải chịu án phạt khá nặng, cấm thi đấu 3 trận, đồng thời phải nộp 100.000 bảng. 3 trận đấu mà Edinson Cavani vắng mặt bao gồm trận gặp câu lạc bộ Aston Villa tại Premier League, trận đối đầu với câu lạc bộ Man City tại bán kết League Cup và gặp Watford tại vòng 3 của FA Cup. Truyền thông Đức cho biết Man City đang có cơ hội lớn giành chữ ký của David Alaba. Hợp đồng của Alaba hết hạn vào cuối mùa giải và từ ngày hôm nay, ngày 1 tháng 1, anh được phép liên hệ với bất kỳ đội bóng nào. Trước Man City, các đội như MU, Real Madrid, Chelsea, Liverpool, PSG, Juventus rất muốn có chữ ký của hậu vệ người Áo. Man City tự tin giành được Alaba nhờ mối quan hệ giữa anh với huấn luyện viên Pep Guardiola. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano đã xác nhận trên kênh Postcard rằng vào thời điểm này, Chelsea vẫn ủng hộ huấn luyện viên Frank Lampard. Họ cần thay đổi lối chơi trên sân, chứ không phải huấn luyện viên. Chelsea đang gây thất vọng lớn trong những thời gian gần đây, khi 5 vòng đấu gần nhất tại Premier League, The Blue đã để thua tới 3 trận, giành được 1 trận hòa và 1 trận thắng. Đây rõ ràng là thành tích kém cỏi của đội bóng khi được đầu tư đến 200 triệu bảng ở mùa hè vừa qua. Mùa hè 2020, Chelsea đã chi rất nhiều tiền cho thị trường chuyển nhượng để mang về hàng loạt những gương mặt tiềm năng. Trong số đó, các chữ ký như Hakim Ziyech, Kai Havertz, Timo Werner đều là những bàn rêu mang lại niềm tin rất lớn cho thượng tầng tabloid. Mặc dù vậy, đội chủ sân Stamford Bridge hiểu rõ đội bóng vẫn cần phải tiếp tục thanh lọc lực lượng và cải tiến về vấn đề nhân sự nếu muốn sống quay trở lại đua danh hiệu và đỉnh cao danh vọng. Trước viễn cảnh đó, theo The Daily Mail, Leo Bailey đang là bản hợp đồng tiếp theo được đồn đoán sẽ tới Chelsea. Cầu thủ trẻ sinh năm 1997 có công ty đại diện là Pelic Sport. Đây cũng là công ty thuộc sở hữu của cha con nhà Leo Bailey. Pelic Sport vừa hợp tác với công ty Uruguay Sport của Anh Quốc. Đáng chú ý, Rick James, hậu vệ trẻ của Chelsea cũng đang là đối tác của Uruguay Sport. Thông qua mối liên kết này, truyền thông Anh Quốc tin rằng Uruguay Sport nhiều khả năng sẽ giúp Chelsea chiêu mộ được Leo Bailey, trước sự nhòm ngó của nhiều đội bóng hàng đầu nước Anh. Leo Bailey hiện đang khoác áo Bayer Leverkusen 4 mùa giải, ra sân 132 trận và ghi được 33 bàn thắng.
Sáu trẻ người Jamaica được đánh giá là mẫu cầu thủ tấn công giàu tiềm năng, sở hữu tốc độ và khả năng đột phá cá nhân đầy bất ngờ. Theo Eurosport cho biết, câu lạc bộ Paris Saint-Germain đang tiến gần đến thỏa thuận việc chiêu mộ Dele Alli sau khoảng thời gian ngừng đàm phán. Paris Saint-Germain quyết lấy Dele Alli theo yêu cầu của huấn luyện viên Mauricio Pochettino. Dele Alli không có được vị trí chính thức ở câu lạc bộ Tottenham Hotspur. Giữa anh với huấn luyện viên Jose Mourinho đã có nhiều mâu thuẫn. Ngoài Dele Alli, Paris Saint-Germain cũng đang có tham vọng đưa thủ môn Hugo Lloris từ Tottenham Hotspur trở lại với bóng đá Pháp. Câu lạc bộ chủ sân Old Trafford muốn gia cố hàng phòng ngự bằng một cầu thủ tài năng tới từ hạng Nhật Anh. Theo Metro, Man United đang muốn chiêu mộ hậu vệ Mark Aaron từ Norwich. Cầu thủ 20 tuổi được huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer để mắt từ kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019. Tuy nhiên, Quỷ đỏ đã không sức tiến thương vụ này do đã chiêu mộ được Aaron Wan-Bissaka. Số hơn một mùa giải tại Old Trafford, Wan-Bissaka phần nào chứng tỏ được tài năng. Tuy nhiên, đóng góp của cựu cầu thủ Chris Wilder vẫn giới hạn ở mặt trận phòng ngự. Thời gian gần đây, Wan-Bissaka cũng cho thấy dấu hiệu quá tải sau khi phải cởi ải trên nhiều mặt trận. Huấn luyện viên Solskjaer muốn chiêu mộ Aaron để chia sẻ gánh nặng, đồng thời tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh với người đàn anh sinh năm 97. Tại sân Old Trafford, Wan-Bissaka là hậu vệ phải duy nhất. Điều này giúp anh mặc định có tên ở đỉnh xuất phát. Ở mùa giải 2020-2021, Aaron đã chính 22 trận cho Norwich, đóng góp trực tiếp giúp chim hoàng yếm dẫn đầu trên bảng xếp hạng Championship. Điểm mạnh của sao trẻ người Anh là lối chơi lan xả, khả năng chuyền và giữ bóng của cầu thủ này cũng được đánh giá cao. Và như vậy là chúng ta vừa kết thúc bản tin Chuyển động bóng đá ngày hôm nay. Những thông tin bóng đá nóng nhất sẽ được kênh Mê Bóng Đá cập nhật liên tục. Và trước khi rời khỏi video này, anh em đừng quên bấm đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo và đừng quên chia sẻ để lan tỏa những thông tin hấp dẫn nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các số bản tin tiếp theo.